quý vị đang theo dõi bản tin tối của đài truyền Vina TV và tiếp theo sau đây là phần tin Á Châu cùng với Phương Thảo. Và kính thưa quý khán giả bản tin Á Châu cho thấy rằng, bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tính cho đến ngày 31 tây tháng 7, thì số người đã nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại khu tự trị Tân Cương là một đặc khu hành chính của Hồng Kông và tỉnh Liêu Ninh thuộc miền đông bắc của Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại theo như số liệu thống kê trong ngày 30 tây tháng 7, thì khu tự trị Tân Cương ghi nhận có thêm 112 người nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, nâng tổng số người nhiễm là lên hơn 600 người chỉ trong vòng hơn 2 tuần. Và đa phần là người nhiễm đều tập trung tại thành phố Yurongkui, thuộc thủ phủ của khu tự trị Duy Ngô Nhị Tân Cương. Trong khi đó, thì tại tỉnh Liêu Ninh, thuộc miền Đông Bắc của Trung Quốc, cũng ghi nhận có 11 người đã nhiễm mới trong ngày hôm qua. Còn tại đặc khu hành chính Hồng Kông, tính cho đến 9 giờ sáng của ngày 30 tây tháng 7, thì đặc khu này ghi nhận có thêm 145 người nhiễm mới trong cộng đồng. Nâng tổng số người nhiễm là 3.151 ca với 24 trường hợp tử vong. Trước những diễn biến phức tạp của dịch, thì chính quyền của các địa phương cũng đã áp dụng về bổ sung biện pháp để nhằm ngăn ngừa dịch lây lan. Đặc khu hành chính của Hồng Kông hiện đang thực hiện thêm 4 biện pháp bắt buộc như là cấm ăn uống tại các nhà hàng, giới hạn tụ tập tối đa là hai người, cũng như là bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Bốn biện pháp bắt buộc sẽ được kéo dài từ ngày 29 tây tháng 7 cho đến ngày 4 tây tháng 8. Và Ấn Độ đã điều thêm 35.000 quân tới biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Ấn Độ sẽ điều thêm 35.000 quân tới biên giới có tranh chấp với Trung Quốc ở Himalaya, giữa lúc việc tìm giải pháp cho hai bên giảm căng thẳng đang mờ nhạt. Hành động trên của New Delhi sẽ thay đổi hiện trạng dọc đường kiểm soát thực tế gọi tắt là LAC dài khoảng 3.488 km và gây sức ép cho ngân sách quân sự vốn đang được thắt chặt của nước này. Các cơ quan cấp cao của Ấn Độ nhận định 20 binh lính Ấn Độ và một số binh lính của Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ đẫm máu ngày 15 tây tháng 6. Kể từ đó, Ấn Độ và Trung Quốc đã điều hàng ngàn binh lính, súng ống và xe tăng tới khu vực này. Các quan chức Ấn Độ cho rằng do thỏa thuận biên giới Ấn-Trung không được tuân thủ nên việc sử dụng thêm quân đội là điều rất cần thiết. Giám đốc một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi, VK Sharma nhận định, bản chất của đường kiểm soát ít nhất là tại Landot, đã thay đổi mãi mãi. Quân đội mà hai bên bổ sung tới sẽ không rút lui trừ khi có một sự hòa giải ở cấp chính trị cao nhất. Hiện nay, các cuộc ẩu đả biên giới giữa hai bên đã chấm dứt và sau một số vòng đàm phán quân sự cấp cao, Trung Quốc cho biết quân đội Đức này đã từng chiến đấu ở hầu hết các vị trí. Trong khi đó, thì Triều Tiên đã tuyên bố vẫn chưa có người đã nhiễm COVID-19. Theo như tờ Rodong Sinmun, là một cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng lao động Triều Tiên, vào ngày 30 tây tháng 7 cho biết, thời điểm hiện tại thì nước này vẫn chưa có người đã nhiễm COVID-19. Tờ Rodong Sinmun đã nhấn mạnh, mặc dù vậy thì nước này cũng không được mất cảnh giác trước việc phòng chống dịch bệnh. Thời gian sắp tới cần tiếp tục các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt tại các khu vực biên giới trên bộ, trên biển và trên không nhằm để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Triều Tiên. Như vậy thì với thông tin vừa được xác nhận, Triều Tiên đã tiếp tục nằm trong số ít quốc gia và các vùng lãnh thổ cho đến nay vẫn chưa xuất hiện người nhiễm COVID-19 nào. Trước đó vào ngày 26 tây tháng 7, thì Triều Tiên đã họp Bộ Chính trị Ban chấp hành đảng lao động Triều Tiên ban bố về tình trạng khẩn cấp tối đa cũng như là phong tỏa hoàn toàn thành phố biên giới Kheosan sau khi có thông tin có một người đào tẩu đã trở về từ Hàn Quốc nghi là nhiễm COVID-19 và chuyên gia Trung Quốc tiết lộ nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19 ở Vũ Hán. Trong một nhận định về nguồn gốc của dịch bệnh này tại một số địa phương của nước này, trong đó có Vũ Hán, chuyên gia dịch tễ học Trung Quốc cho rằng có thể liên quan đến các sản phẩm thủy sản và dịch vụ dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc đang bùng phát ở Urumi, Tân Cương và Đại Liên, Liêu Ninh. Trong đó, ổ dịch ở Đại Liên liên quan tới một công ty thủy hải sản. Trước đó, thì Bắc Kinh cũng đã phát giác dịch ở khu vực bán hải sản ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Đề cập đến mối liên quan giữa hai ổ dịch này, ông Ngô Tôn Hữu, chuyên gia trưởng về dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho rằng không có sự liên quan rõ ràng nào giữa hai nơi này. Và qua phân tích dữ liệu lớn, khả năng dịch do sản phẩm thủy hải sản nhập khẩu bị ô nhiễm lớn đã rây hơn và thời gian qua, Trung Quốc liên tục tuyên bố phát giác được virus SARS-CoV-2 trên nhiều mẫu bao bì của sản phẩm tôm nhập khẩu từ Ecuador. Nếu như trước đây các nhà khoa học cho rằng dịch COVID-19 toàn cầu khởi phát từ Vũ Hán là do vật chủ trung gian là động vật hoang dã truyền từ người à, từ dơi sang người thì giờ đây các nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đang chuyển sang mặt hàng thủy hải sản đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu và Malaysia cũng đã bắt quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông Malaysia đã gửi một công hàm lên tổng thư ký Liên Hợp Quốc bác bỏ quyền lịch sử liên quan đến đường chính đoạn Trung Quốc đã vẽ ra trên Biển Đông Công hàm đã được Malaysia gửi đến Tổng lãnh sự Liên Hợp Quốc cho ông Antonio Guterres vào ngày 29 tây tháng 7, nhằm để bác bỏ toàn bộ nội dung công hàm số CML14 năm 2019, được Trung Quốc gửi vào ngày 12 tây tháng 2 của năm 2019 có liên quan đến Biển Đông. Công hàm đã có đoạn viết, Malaysia đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sự, cũng như là các quyền, chủ quyền và quyền tài phán liên quan đến khu vực hàng hải trên Biển Đông nằm trong đường chính đoạn. Các yêu sách của Trung Quốc đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, vượt qua giới hạn địa lý và ranh giới thực chất của Trung Quốc đã được quy định trong Công ước. Công hàm CML14 năm 2019 được Trung Quốc đưa ra trước Hiệp Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái, nhằm để phản đối đề trình của Malaysia với Ủy ban của ranh giới thềm lục địa. Trong đó, thì Kuala Lumpur đã thông báo có khả năng trọng lấn chủ quyền tại một số khu vực đang được nước này phân định. Trong công hàm thì Bắc Kinh cho rằng hành động của Kuala Lumpur đã xâm phạm về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc tại biển Đông và đồng thời tuyên bố Malaysia không có quyền xác lập thềm lục địa tại vùng biển phía bắc của nước này. Và Philippines bắt cụ nghệ sĩ giết vợ một cựu nghị sĩ Kim lãnh đạo giáo phái ở Philippines bị bắt vì tội giết vợ và tham nhũng, kết thúc cuộc truy lùng kéo dài nhiều năm. Roben Eklau, 60 tuổi, bị bắt hôm nay tại một căn nhà ở thành phố Angeles, nơi ông đang sống dưới một cái tên khác. Tài xế của Eklau cũng đã bị giam vì cản trở cảnh sát. Adlaw đang giữ chức lãnh đạo hiệp hội truyền giáo nhân từ Philippines khi thi thể của vợ ông ta đang được tìm thấy trong túi rác dưới một hẻm trên núi ở đảo Cebu năm 2002. Adlaw bị bắt vài tháng sau đó trong một cuộc đột kích của cảnh sát và vào nhà tại Dinagas. Vụ đột kích đã khiến cho 17 người thiệt mạng. Adlaw đã được bảo lãnh vào năm 2004 và giành một ghế trong hạ viện năm 2010. Truyền thông phương Tây gọi đây là ví dụ về việc những người giàu có và quyền lực ở Philippines hiếm khi bị kết án. Năm 2012, một tòa án ở Cebu kết án Acklaw 30 năm tù vì tội giết người thân. Cảnh sát Manila mô tả Acklaw là kẻ bị truy nã gắt gao nhất ở Philippines và trước đó vào năm 2006, một tòa án khác đã kết án Acleo tội tham nhũng khi ông ta là thị trưởng ở Dinagas vào đầu những năm 1990 và Acleo đã trở thành lãnh đạo của nhóm tôn giáo sau cái chết của người cha năm 1987. Nhóm này được thành lập vào năm 1965 và Acleo tuyên bố có hàng triệu tín đồ. Và Hồ đã không đủ điều kiện để tranh cử. Hồng Kông đã thông báo Hồ Sô và 11 ứng cử viên khác đã không đủ điều kiện để tham gia vào tranh cử cơ quan lập pháp Hồng Kông vào tháng 9 này. Theo như giới chức Hồng Kông cũng cho biết, những người đã cam kết duy trì về luật cơ bản Hồng Kông, cũng như bày tỏ trung thành với chính quyền của thành phố và chính phủ trung ương mới, được tham gia tranh cử vào hội đồng lập pháp diễn ra vào ngày 6 tây tháng 9. Hồng Kông cũng đã đưa ra danh sách hành động có thể vi phạm về nguyên tắc này, nhưng thúc đẩy độc lập, kêu gọi can thiệp từ nước ngoài và thể hiện sự phản đối luật an ninh đặc khu đã được Bắc Kinh thông qua vào tháng trước. Chính quyền của Hồng Kông đã cảnh báo có thể cấm tranh cử thêm nhiều ứng viên và cho biết những chiến dịch nhằm để ngăn chặn đạo luật bằng cách giành đa số ghế trong Hội đồng lập pháp hoặc là từ chối công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hồng Kông cũng có thể dẫn đến mất quyền tranh cử. Ngoài Hồ Sô Wong, thì có nhiều người thường xuyên đã chỉ trích chính quyền đại lục như là Wendell Ho, Lester Sum, Tiffany Yuan và Fergus Leon cũng là không đủ điều kiện để tranh cử. Đảng Dân sự là một trong những tổ chức ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông cũng cho biết bốn thành viên cũng đã không đủ điều kiện để tranh cử. Và Triều Tiên có thể đã diễn tập phóng tên lửa diệt hạm Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng tên lửa diệt hạm không rõ chủng loại với tầm bắn gần 100 km trong đợt tập trận mùa hè. Phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Jong-rat cho hay một tên lửa hạm đối hạm được Bình Nhưỡng phóng trong cuộc diễn tập thường kỳ ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên hôm 6 tây tháng 7. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi hành động quân sự của Triều Tiên và duy trì trạng thái sẵn sàng cao. Vụ phóng thử không được Bình Nhưỡng công bố. Quân đội và truyền thông Hàn Quốc cũng chưa từng đề cập tới thông tin này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa xác định được tên lửa được khai hỏa trong cuộc tập trận, nhưng phát ngôn viên Kim cho biết nó từng được Triều Tiên phóng thử. Đợt tập trận mùa hè được Triều Tiên tổ chức từ đầu tháng 7 và dự kiến kết thúc trong tháng 8. Lần gần đây nhất nước này thử tên lửa là vào ngày 14 tây tháng 4, khi hàng loạt tên lửa hành trình đất đối hạm Côn Son 3 được phóng từ thị trấn ở Môn ở phía đông. Các quả đạn bay được khoảng 150 km. Loại tên lửa này được hé lộ lần đầu trong một bộ phim tài liệu của Triều Tiên vào năm 2012, cho thấy các ống phóng tương tự tổ hợp 3M-24E, còn gọi là uran -E, do Nga xuất khẩu. Hàn Quốc cũng đã khẳng định người Việt biên về Triều Tiên không nhiễm nCoV. Theo như giới chức y tế của Hàn Quốc thông báo, đã không tìm thấy dấu vết nào của nCoV trên vật dụng do người vượt biên bỏ lại trước khi bơi qua sông. 16 mẫu vật phẩm thuộc về Kim Yeong Hyok là người bơi vượt sông trở về từ Triều Tiên, không có bất cứ một dấu vết nào của virus. Theo như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hàn Quốc, KCDC đã cho biết trong một thông cáo KCDC đã vẫn chưa tìm thấy được bằng chứng đã cho thấy Kim Jong Hyuk gặp gỡ với những người nhiễm nCoV tại Hàn Quốc. Và giới chức y tế Hàn Quốc cũng đã xét nghiệm cho 8 người có quen với người thanh niên này. Theo như giám phó giám đốc của KCDC là Wong Yu Wook đã nói trong một cuộc họp báo, khi người đào tẩu vượt biên về miền Bắc vào ngày 19 tháng 7, đây một giai đoạn đỉnh của thời kỳ ủ bệnh đã qua. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cần theo dõi cẩn thận mọi diễn biến. Kim jong Hyok đã từng bơi vượt sông đến Hàn Quốc vào năm 2017 và người thanh niên này chui dưới một ống cống để tránh biên phòng Hàn Quốc, sau đó bơi vượt sông từ đảo Wangwa để trở về Triều Tiên. Cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết Kim Jong Hyok đang phải đối mặt với lệnh bắt của tòa án với cáo buộc là cưỡng hiếp một phụ nữ vào tháng 6 Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA vào ngày 26 tháng 7 cũng đã đưa tin. Giới chức của thành phố Kaesong phát giác có một người đào tẩu quay trở về từ Hàn Quốc với triệu chứng nghi đại nhiễm nCoV. Và bây giờ là một vài thông tin quảng cáo bảo trợ cho chương trình. Sau đó chúng ta đến với phần tin Hoa Kỳ và tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị rất nhiều.